xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Vị trí mà em trực đứng là tại là thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Hôm nay em trực sẽ review hai lô đất liền kề, mà giá chỉ 450 triệu thôi. Cách đường tỉnh lộ 2 chỉ là hơn 50 mét thôi, rất là gần. Đây, hai lô đất phía sau em đây. Đây là tổng bộ hình ảnh hai lô đất liền kề thuộc thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Em sẽ quay hết một vòng xung quanh lô đất, như khu dân cư và con đường đi. Đây là nhà dân xung quanh. Phía trước xe là đường tỉnh lộ 2. Đây là sân vận động, sân vận động cũ của xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Ở bên kia là trường học. Để thì cái con đường đi vào lô đất á, là từ ngồi đi vào là rộng khoảng là 6 mét, đến lô đất của mình là cũng rộng khoảng là 6 mét, đường bê tông ô tô mình đi được. Thì tổng diện tích lô đất của mình là 82,4 mét, ngang 7 mét, về phía sau 7 mét, dài 10. Lô đất của mình là full thổ cư, ranh giới của nó là chủ đầu tư họ để xây hết cái hàng rèo bằng gạch đây, rồi trải dài ra phía sau. Ở đây tới cái hàng rào này, quý anh chị lên trên đất là lô số 16 và 17 để làm mà cái ranh giới hết rồi. Từ lô đất của mình này đi tới trung tâm xã Sông Cầu thì cách chỉ vài trăm mét thôi quý anh chị. Thì từ lô đất này mình đi ra tới chợ xóm á, là cho ngay cái ngã tư á, là khoảng chừng là 260 mét, là đi tới cái trường học này, nó trường học đây, xe đây là khoảng 170 mét thôi. Và đi tới khu công nghiệp Sông Cầu thì cách khu công nghiệp Sông Cầu của mình là hơn 2,5 cây nha quý anh chị. Cho nên quốc lộ 27 để bên tay trái là tới khu vực Sông Cầu. Thì hiện tại là Khánh Vĩnh trong tầm vé này thì mình để ở, mình mua mình để dành để ở thì được, còn đầu tư thì hiện tại theo như em thì thời gian chờ hơi lâu, vì vé này cũng không thấp cho lắm. Được cái là đất ở nông thôn 100%. Đây là con đường đi vào, để bên tay trái ra được đường tỉnh lộ 2. Như hôm trước thì em để review một lô đất mặt tiền sẽ mặt tiền đường tỉnh lộ 2 luôn, thì giá của nó là đâu đó khoảng tầm là 1,5 triệu đó quý anh chị, 260 mét á. Em sẽ để cái đường liên mô tẻ ở bên góc phải, đề xuất để quý anh chị bấm về xem. Từ thành phố Nha Trang mà mình đi lên tới tận đất luôn á là gần 30 cây nha quý anh chị, khoảng là nửa tiếng. Lô đất mình thì dành cho anh chị mình, cho mình cái thu nhập thấp, do địa phương ở đây thì mình mua mình ở được, để dành thì vẫn được. Nói chung là tầm tiền này mà gần trường học, trạm xá, bệnh viện, ủy ban thì em nghĩ là giá này thì được, không đến nỗi nào là cao quá. Từ lô đất mình tới ủy ban về trạm y tế khoảng chừng là hơn 600 mét thôi cho quý anh chị. Em chụp hình flycam á để quý anh chị nhà mình tham khảo, để ốp hình cái sổ đỏ cho quý anh chị nhà mình dễ hình dung luôn. Dạ, thì video đến đây em xin phép tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị đã xem. Quý anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ em
bên số điện thoại bên góc phải màn hình. Em trực xin chân thành cảm ơn.